Chào tất cả các bác nhá, chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mấy anh em đang rảnh rỗi các bạn. Buổi trưa hôm nay cũng gần đến trưa rồi. Thì mấy anh em đang chuẩn bị bàn nhau đi đi đuổi gà đồng các bác nhá. Cái mùa gặt này nó rất nhiều gà đồng ở chỗ quê của em ấy. Rất nhiều gà đồng. Đó, hay ở những cái đám ruộng mà người ta gặt xong rồi các bạn. Thì mấy anh em bố trí đi thôi nhỉ. Vâng, đi đây. Đi, nhưng mà có cần dùng đồ gì không? Có. Xem có đồ chỉ lấy cây hay gà đồng nó không bay được ác đâu, nó bay lưới hay cái gì nó bay được một đoạn xong nó rơi xuống thôi. Rồi ok, các bác sẽ theo em theo cái cuộc hành trình của bọn em nhá. Chắc không cần đi đâu em này. Rồi có lấy gì đi đựng không? Để em kiếm. Rồi đây cánh đồng đây cho các bác nhá, bọn em chuẩn bị ra đấy. Không lấy cái gì đi theo thì lấy gậy ít nhất à, dùng cái vợt này đi. Cái vợt này có vợt rồi không? Được đấy nhỉ? Biết đâu vơ được. Cái vợt này. Anh ơi, thử hết cái bao này không? Thử hết cái bao này không? Cái bao này bé quá nhỉ? Đi là nhiều đấy. Rồi. Đi thôi. Mà bắt đầu từ đám nào nhỉ? Từ đây đi. Từ dưới khu này đi. Từ từ đã xem này. Cái gì đây? Anh Cương nhìn thấy cái gì rồi các bác nhá? Gì đây? Ở đâu rồi? Đây. À, bắt ra ngoài, ra ngoài nhá. À đây rồi. Ôi rắn thật. Đây rồi. Ơ từ. Xem rắn gì đấy. Nguy hiểm đấy. Ôi. Chiến ác đấy. À chứ. Từ. Con chó. Cẩn thận. Xem con rắn gì không? Ghê đấy. Đây các bạn. Ôi. Chưa chi đã phát hiện một em rắn. To thế nhỉ. Ôi giời. Còn mắt gà nữa không anh ơi? Có gà nữa không? Có mồi rồi, mắt gà làm gì nữa. Từ từ xem nào. To nhỉ. Ôi con này đang lột xác. Nó ra đây phơi nắng à? Chắc thế. To thế. Có canh chưa rồi. Ngon rồi. Rồi ok. Thôi không bắt cua đông nữa. Bỏ. Bắt không đi bắt gà đấy. Thôi về chế biến luôn đi nhỉ. Quyết định là sẽ mổ em rắn này, thịt em rắn này để ăn trưa nhá các bạn nhá. Nhưng mà bây giờ là đang mấy anh em đang nghiên cứu là không biết là làm chế biến kiểu cái kiểu gì ăn này. Lần trước là em có rắn nướng à. Nhưng hôm nay khả năng là em sẽ xào. Nói chung là nhiều thập cẩm lắm, tí em sẽ giới thiệu về cái phần ấy của nó, bổ sung của nó. Còn bây giờ bọn em sẽ mổ, nhưng mà xin phép là cái phần mổ các thứ là bọn em không quay nha các bác nha. Rồi, tiến hành em ơi. Có anh Cương với anh Tám đang mổ rắn rồi các bác nha. Mà còn tôi thì tôi đang đi nghiên cứu cái gia vị của nó. Tôi đang nhìn thấy cái cây nhãn ở kia. Không, cái lá nhãn của nó có sao được không nhỉ? Không hay. Được, có người ta xào mít thôi anh ạ. Xem nào, hay là xoài nhỉ? Không được, mít. Hay là xào mít nhỉ? Rồi ok. Nhà anh có một cây mít. Đây. Đi lấy mít đi. Thôi em đi lấy. Chú trèo đấy, anh không trèo đâu. Mít với cái gì đấy nhỉ? Cứ lấy mít xong đã. Xem rồi tính tiếp. Mày nghĩ nào mà để bảo lấy mít xào đấy. Chưa giờ anh thấy. Anh thấy có kiểu là xào mít. Hả? To quả nhỏ ấy. Lấy quả nhỏ thôi, đừng lấy quả to đấy. Xào mít á. Ờ. Xào mít liệu nên ăn không? Mấy quả anh ơi? Đấy tầm 2-3 quả đấy. Quả to đấy, quả đấy tầm đấy. Nhiều lắm. Rồi. Rất 3 quả rồi. Rồi. Vào vườn tiếp tục, xem vào vườn xem có cái gì nữa không. Lần đầu tiên thấy xào mít đấy. Không biết. Chắc anh chưa nghe bao giờ. Xem nào. Lá mon này, xào lá mon. Ớt này. À ừ, vẫn phải có ớt nhỉ. Tía tô. Ừ, có lá tế tô. Rồi ok. Một ít lá tế tô này. Sao cái ớt này không có quả ta? Ớt không quả, sao lá ớt? Đây bên này có mấy cây mà không biết chắc nó có quả đây. Rồi, có cả ớt nha các bác nha, phải có cả ớt. Gia vị thường ớt là không thể thiếu. Ơ, có một quả này rụng xuống đây rồi. Đây, ớt đây. Mấy quả bên này còn xanh lắm nhỉ. Lá tế tô, à lá lốt em ơi, bên này có lá lốt này. Rồi. Có lá lốt này, lá mũi tàu này. Rồi ra ngoài. Đây. Có, bên, nhưng phải. Mà liệu cho mít vào nó không có màu mè gì không? À ừ nhờ, thiếu màu nhờ. Đây em ơi, ngoài này có cái cây gì nhỉ? Cái cây này cái gì nhỉ? Ra ngoài xem này. Cây này người ta ăn được mà.
Cái cây này cái gì sao anh quên tên mất rồi nhỉ? À, đây không phải cái cây mon này đâu các bác nhá. Cây này cái gì hả nhỉ? Cái này là cái nghệ. À nghệ. À ừ rồi nghệ. Thôi lấy cả củ nghệ này. Đầy đây này em này. Đấy. Nhưng mà xem nó có vàng không? Nghệ là phải đúng, vàng. Đúng nghệ rồi. Tưởng rồi ok, bằng đấy là thoải mái lắm rồi. Ớt đây. Xong mình đi hái lá lốt đi. Một ít lá lốt nữa nhỉ. Ở trên kia có mấy quả to lắm, nãy không hái xuống mà xào. Bây giờ là tôi thấy có cái bãi lá lốt ở đây. Tôi nghĩ là nó hợp. Tôi nghĩ là lá lốt hợp với cả thịt rắn. Đấy. Nhưng mà có nhiều bưởi lắm, có nên xào bưởi non không nhỉ? Thôi anh ơi. Thôi à. Hay là xào cả bưởi, làm quả bưởi non nữa nhỉ. Rồi. Lá lốt này các bác. Đấy. Mấy cái lá lốt nha các bạn nha. Thì từ nãy anh em tôi thì cũng chuẩn bị thế thôi. Đây thì có cả mít non này, lá lốt này, ớt này, gừng này, nghệ này. Đấy. Hôm nay chúng tôi sẽ thử xem món này có nên ăn không. Nếu mà không được tôi ăn thử xem hôm nay không ngon thì anh à. Rồi ok, bằng này chắc đủ rồi các bạn. Ui, nhiều bưởi thế. Đây nha các bác nhá, em đã chuẩn bị tất tần tật gia vị các thứ của nó đây rồi các bác. Đây là thịt rắn này, em ướp rồi. Ướp với cả gừng này, ớt này, nghệ này. Đây là mít non. Và đây là rau thơm, hành này, phi lên nha các bác nhá. Rồi ok. Đây gia vị của mình. À quên, gia vị của mình. Hôm nay bọn em có 4 lon bia nữa. Hôm nay anh em uống bia nha. Rồi bọn em sẽ ngồi cái bãi này cho nó mát các bạn. Chiếu đi nhá. Ok. Chuẩn bị chỗ ngồi đi. Chào, phi mỡ lên nhá. Em để em. Mình sẽ bê cái cháo ra đấy, mình đặt đấy mình ăn luôn nhỉ. Cái chảo á. Ok. Bây giờ bắt đầu chế biến nha các bạn nhá. Đến cái giai đoạn làm chín ái xem. Rồi. Rồi. Bỏng đấy đúng không? Có răng này. Có cả nước mắm đây nhé. Nước mắm nhỉ? Có. Vì nó thơm, khi học đi cái hành cho nó chín. Ok. Rồi ok. Cái này là thịt rắn này là anh ướp ấy rồi đấy. Ướp gia vị rồi. Cái xào thịt rắn cho nó gần chín. Thơm thế. Mấy hành không rồi. Đấy. Ngon chưa? Quá. Cái viên gạch kia đẩy ra trước mặt tí nữa thôi. Kẹp. Cho tí bia vào nhỉ, xem nó có sống, nó có chết không? Cho tí bia vào. Ừ, cho nó gần, cho nó tái đã, xong mình đổ ít bia vào. Thực ra là cái món này bọn em chưa bao giờ làm được các bác. Vừa nghĩ ra đấy các bác, gia vị nó thế, không biết là nó có hợp được không nữa. Nhưng mà theo em nghĩ thì em theo kiểu nhìn món. Ok, cho bia vào được em ạ, gắn nó nhận chín rồi đấy. Ít thôi.
Rồi ok ok, giờ là em đã đều à. Cho mít vào. Cho mít non vào. Cho bia vào cho mềm. Cái mít non là hồi sáng nay là tôi với cả anh Hải đi đi hái gia vị nha các bạn nha. Đi tìm gia vị thì đi qua cái mít anh Hải bảo. Anh Hải anh nghĩ ra ôi sao mít, bảo, ok thì sao mít luôn. Chưa chắc là thành ăn nhá. Bây giờ còn cho cả bia nữa thôi. Cho bia vào. Thực ra là cái món này chúng tôi vừa nghĩ ra thật, vừa làm vừa nghĩ ra đấy các bạn. Lo này thì mày uống nhá. Cầm là uống đấy. Bao giờ mít nó chín? Biết chín rồi. Kiểu gì chín chín mà. Nó chín này. Này liệu thì chán nó chín không? Có chứ. Thời tiết rất là lạnh. Thơm tắt bếp. Ok, chín. Rồi, món ăn của chúng tôi đã chín rồi các bác nhá. Bây giờ là chỉ đến cái giai đoạn là bê ra và ăn thôi, thưởng thức rồi các bạn. Ok, được rồi em ạ. Cho thơm nữa chỉ thế thôi. Nào. Lấy cái miếng gì để gắp ra chỗ cái đấy cẩn thận. Bãi đi. Gắp. Cẩn thận bóng. Gắp nữa là không bóng. Thanh niên nguy hiểm nhất ngay. Rồi. Ui, ra bên này nhỉ. Ra cái bãi bên này ngồi ăn cho nó thoáng cho nó thoải mái. Thơm. Có cái bãi này lý tưởng ấy nhỉ. Trời, có cả bia. Wow. Cắt cơn làm hợp trước. Có bia này. Thịt rắn này. Wow, hấp dẫn đấy, ok. Này mày chia đũa không đói đũa chết rồi. Bởi bia nhá. Áo. Nào, anh em dơ cái nha. Mít. Nó cũng cái vị của nó thế thôi. Tức kìa anh ấy. Ôi, mời cả nhà nhá. Nhìn vị nó vàng vàng ngon này. Mời nhá. Nó màu của cái nghệ. Ôi, anh thấy thơm đấy nhỉ. Thơm à? Ăn mít ngon lắm. Rồi, tôi phải xuống thưởng thức từng miếng nào các bác nhá. Đây là quả nhỏ. Em nào, đũa. À, lấy thử một đôi của ai đây? Anh. Cho khách. Bên này có khách. À đâu. Đấy nhìn. Đây các bác nhá. Đây thì miếng thịt rắn này. Tôi dùng tay. Rất là ngọt. Ngọt lắm. Ngọt nhưng mà nó không phải ngọt như đường. Ừ. Thịt rắn này ngọt này. Để còn thử mít xem nào. Cái mùi của cái có cả gừng này, ớt này, cay ớt này. Bảy loại vị khác nhau kia nữa. À, 5 loại. 18 loại gia vị. Ngon nhỉ. Bóc cái mà. Con này xương hơi cứng á. Rồi, phải làm tí bia qua nha. Thôi mời cả nhà nhá. Nãy ăn quên mời. Ngon mà. Làm tí mít nhỉ. Thử ăn xem. Được không? Ngon hết. Đây mít non các bác nhá. Chống chỉ định xào mít già. Dai giòn sạch sạch. Đứng bảo lần sau lấy mít non về xào với cả ấy nhá. Rang mỡ ăn ngon nhỉ. Em nghĩ xào rang tóp mỡ ngon đấy. Chiên chiên. Rán á. Chiên. Chiên với rán khác nhỉ nhau. Khác chứ. Ui ơi. Từng khúc một thì rán ráo. Đây là rán ráo nhá các bạn nhá. Đứng vào nhai cả xương tiếu hàng nhá. Con này xương cứng lắm anh ạ. À đúng rồi. Con này già rồi mà. Chắc phải mấy tuổi à?
miếng nữa. Miếng nữa đeo. Dai giòn sật sật. Cái này phải nói là vị ngon trên từng ngón tay đấy. Không đơn giản đâu. Ngọt nè, công nhận ngọt. Hơi khô đúng không? Máy khô thả tí nước. Đúng rồi. Mình cho ít bia, biết thế đổ cả lon vào nha. Ui, khúc đuôi còn nhiều thịt lắm này. Nhem. Nhưng ai mà chưa được ăn. Thịt bên trong cũng trắng này. Mít. Thịt này nó vẫn trắng mà. Uống đây. Mít ăn ngon nhờ. Ngon mà. Hơi chát chát bùi bùi. Ngon lắm các bạn. Sau đúng 3 phút các bạn thì anh em tôi cũng xử lý xong cái nồi thịt rắn đây. Nhưng mà lúc nãy tôi có nói là tôi đây là làm món đầu tiên các bạn nhá. Lần đầu tiên tôi làm cái kiểu này. Nếu mà không ngon thì các bác đừng có làm theo, nhưng mà công nhận anh ơi, ngon các bạn. Ăn rất là hay, xào với mít này. Mít chấm chấm cho đậm nào. Nó cái mít non các bạn nhá, thịt rắn này, mít này, gia vị của nó thì có nghệ này, gừng này, lá lốt này, lá tía tô này, ớt này và hành phi lên các bạn nhá. Nói chung là ăn cực kỳ ngọt các bạn, thì rắn ngọt và cái quả mít non ấy nó ngấm nó có vị hơi chát chát, đậm. Nó có gia vị của muối mắm mì chính nữa nên là ăn rất ngon các bạn nhá. Rồi anh em chúng tôi nói chung là cũng hết thịt rồi các bạn nên phải kết thúc ở đây thôi. Vâng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bọn em nhé. Các bác nhớ ủng hộ kênh của em nhé. Nhớ like, xem kênh và like. Rồi đăng ký kênh ủng hộ bọn em nhé. Ok, chào tất cả mọi người nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Ok, chào tất cả mọi người.